chấm điểm đội tuyển Việt Nam không, hai đội tuyển Trung Quốc, điểm sáng từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai gồm Nguyễn Tuấn Anh, Triệu Việt Hưng và Nguyễn Văn Toàn nằm trong nhóm những cầu thủ đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt nhất trận gặp đội tuyển Trung Quốc. Theo đánh giá của Sofaco, tiền vệ trung tâm Nguyễn Tuấn Anh và cầu thủ chạy cánh trái Triệu Việt Hưng là hai cầu thủ chơi tốt nhất của đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu với đội tuyển Trung Quốc với 7,4 điểm. Ngoài ra, một gương mặt khác trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai là tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, 7,1 điểm, cũng nằm trong nhóm nhận điểm cao nhất của đội tuyển Việt Nam. Trong số 3 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai, chỉ còn Tuấn Anh vẫn đang khoác áo đội bóng phố núi. Nguyễn Văn Toàn vừa đầu quân cho Nam Định, còn Triệu Việt Hưng khoác áo Hải Phòng Fan Club. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh là người nhận điểm số thấp nhất trong trận đấu này, khi nhận thẻ đỏ vì chơi xấu trung vệ Gian Guangqi chỉ ít phút sau khi vào sân từ ghế dự bị. Theo đánh giá của Sofaco, Tiến Linh nhận 5,7 điểm. Sofaco cũng ghi nhận sự mờ nhạt của các cầu thủ vào sân thay người bên phía đội tuyển Việt Nam khi Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc, Hồ Văn Cường và Quốc Văn Khang không có ai nhận quá 6,5 điểm. Trong nhóm cầu thủ thi đấu trọn vẹn 90 phút, thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức bị đánh giá chơi kém nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Ở trận đấu này, thủ môn Đặng Văn Lâm thi đấu thiếu chắc chắn trong khung thành, còn Nguyễn Hoàng Đức mắc sai lầm trực tiếp dẫn tới bàn thua thứ hai. Ở bên phần sân đối diện, tiền đạo Ule, tác giả bàn ấn định tỷ số 0-2 được Sofaco chấm điểm cao nhất ở trận này với 7,6 điểm. Trung vệ Oan Sang-win cũng nhận điểm số tương tự cho màn trình diễn nơi hàng thủ. Trong khi tác giả bàn mở tỷ số là tiền vệ Oan Kim-min được chấm 7,1 điểm. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.